Dạ, cái khám phá lúc nãy đang nói thì bạn này bạn nhảy lên kìa. Dạ, cái khám phá là Thắng Donald là khám phá được cái giọng hát của bạn này. Tiếng nữa chúng ta sẽ hỏi bạn ấy tên gì ạ? Thì bạn ấy có một cái thính giác rất là tuyệt vời. Dạ, không biết tiếng Pháp nhưng mà khi mà nghe thì là bắt âm rất là chuẩn luôn. Dạ, một cái bài bài hát Donald Donald mà bạn ấy hát trong vòng một buổi là xong. Dạ, không, cái này thế hệ Donald Thắng. Vâng. Como tu t'appelles? Je m'appelle Nga. Nga, ok. Tu as quel âge? Je suis 8 ans. Ok. Dạ, chị học bao nhiêu đó à? Dạ. Vous avez compris? Vous avez compris? Moi, je n'ai pas besoin de traduire. Donc, le bài Donald Donald nói về một... cái version của Pháp thì nói về thân phận một đứa bé. Đứa bé nó lớn lên trong một cái gia đình giàu có mà nó lại không thích. Dạ, nó muốn làm người lớn cơ. Thì mẹ nó cứ ru hàng ngày, hàng đêm là con cứ vui cái tuổi trẻ của con đi, lớn lên con sẽ tiếp nó. Và khi mà đứa bé nó lớn lên thì thất tình, thất nghiệp, đói khát, thì lúc đó mới nhớ được cái lời của mẹ dặn. Đô nào. Sau đây mời quý vị thưởng thức bài. Oh,
Ever love, ever talk.